Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một buổi sáng cũng như thường ngày. Cuộc sống ở Đức rất là yên bình các bạn. Và mình bây giờ cũng ít đi, thỉnh thoảng mình mới đi thôi. Thì hôm nay mình đi dạo thì muốn tâm sự với các bạn đôi chút về tại sao già lại không thích sống chung với con cái. Và trước khi đi vào tâm sự thì mình muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn một lời chào, một lời chúc thân thương nhất. Và các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, nhất là của cái thời Covid ngày nay, lúc nào nó cũng hoành hành xung quanh ta, rất là đáng sợ, thật là khủng khiếp. Một cái chiến tranh lịch sử trong đời người các bạn, phải nói là chiến tranh lịch sử. Thì mình bây giờ nhìn thấy nhau ngày nào là rất là quý các bạn. Hãy cho nhau tình thương. Và mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã đồng hành với mình của 17 tháng qua. Thời gian không phải là ngắn các bạn. Và 2.470 lượt đăng ký. Các bạn rất yêu quý mình, các bạn đăng ký cho mình rất là nhiều những cái tình cảm thân thương ấm áp dành cho mình. Và đến bây giờ vẫn tiếp tục đồng hành với mình. Mình rất là phấn khởi, rất là cảm ơn các bạn. Và đến bây giờ thì được hơn một tháng rồi đã được BKT. Mong muốn của mình rằng các bạn vẫn luôn luôn đồng hành ủng hộ mình nhé. Ủng hộ mình hết mình cho đến khi nào mình không làm YouTube nữa thì thôi, các bạn có ok không? Và bây giờ đi vào chủ đề. Tại sao người già lại không thích sống với con? Và mình kể chuyện với các bạn, hôm qua mình đi bác sĩ. Người Đức người ta, cái suy nghĩ người ta cũng như người Việt các bạn ạ. Bác sĩ họ thấy mình sống một mình. Bởi vì mình đi khám nhé, có những từ bác sĩ hỏi mình không hiểu thì bác sĩ cáu lên, nói là mày phải thuê phiên dịch hoặc là mày bảo con mày đến. Thì mình nói là mày phải thông cảm cho tao, thuê phiên dịch rất là đắt, còn con tao thì nó không ở đây, nó ở cách xa tao 500 cây cơ. Nó cũng bận gia đình riêng của nó cũng con cái, cũng phải đi làm, nó cũng rất là vất vả, cho nó cũng đủ rồi. Nhưng ta không muốn phiền hà con ta nữa, mày thông cảm cho tao đi. Thì người ta thấy mình sống một mình và người ta nghĩ là mình kiểu như là cũng có stress, buồn hay ốm đau nọ kia. Thì người ta hỏi mình là có bị stress về con cái không, hay là mày đi làm mày có stress với đồng nghiệp không. Thì mình bảo không, ta không hoàn toàn không có stress gì với con cái, mà cũng không đi làm. Bây giờ tao già rồi, tao không đi làm nữa. Và người ta hỏi mình rằng tại sao ngài không đi sống với con, có nghĩa là sống ở gần với con. Chứ còn người Đức ngày này, người ta sống chung với con cái ít lắm, rất có nhưng mà rất hãn hữu. Thì mình cũng trả lời rằng tao ở đây quen rồi, tao để ở đây 30 năm quen rồi. Con cái tao nó đi làm xa nhưng ngày nào cũng điện hỏi han sức khỏe, tâm sự chuyện với mẹ. Còn ở gần ấy cũng không giúp được cái gì, mà nhiều khi có khi này mẹ con lại không hòa thuận, va chạm thì tốt nhất là sống xa còn hơn các bạn. Người ta thường nói thế, xa thương gần thường đấy. Thì bác sĩ cũng hiểu. Và bây giờ mình nói cái lý do tại sao mà già không thích ở với con. Nếu như bạn nào già rồi thì có thể đồng quan điểm với mình. Còn các cháu chưa già thì các cháu chưa hiểu. Mà các cháu xem được cái video này thì mong rằng các cháu sẽ hiểu cho cái người già hơn.
Tại sao già không thích ở với con cái? Bởi vì cái thứ nhất, con cái nó bận việc, việc làm của nó, rồi gia đình của nó, con cái của nó, nó quá là mệt mỏi rồi, nó quá là vất vả, nó quá là stress trong cuộc sống rồi. Nó lại gánh nặng thêm một người mẹ hoặc là một người bố nữa. Mà thường ý, người ta bảo có người là có chuyện, các bạn ạ, cứ thêm người là thêm chuyện, không thể khác được. Thì cái người già ấy, người ta lại hay nói, hay nấp ép. Nên không biết là thôi cứ yên phận đi, mà kệ con cái thì không thế được cơ. Cứ hay nói các bạn. Nói thì nó bực dọc, nó khó chịu, rồi mẹ con lại va chạm nhau. Đó, cái đấy chỉ là cái phần nhỏ đấy các bạn. Một cái việc lớn nữa là lý do tại sao mà không thích ở với con cái. Bởi vì già là mình cần tĩnh mịch này, mình cần thể dục, dưỡng sinh này, ăn uống này, bác sĩ này, nghỉ ngơi này. Mà ở với con thì trong khi đó con cái nó việc đầy đầu, mà mình thì lại hai cái cách sống, cái chế độ nó khác nhau hoàn toàn. Làm sao nó coi được các bạn? Mà mình cũng không coi được. Người ta thường nói là khuất mắt trông coi. Nhưng mà đây thì đây thì ở chung nó không coi được, mà mình cũng không coi được. Mình ở riêng thì mình còn thế được, chứ mình ở chung thì mình chả nhẽ con nó vất vả như thế mà mình lại để cho nó như thế. Mình dưỡng sinh dưỡng sọt của mình nó không hay một tí nào. Mà hai cái chế độ ăn uống nó cũng khác nhau. Bây giờ mình già ấy thì lại thường như về già nó hay sợ chết các bạn. Là rồi bệnh nó hay sinh ra, thì ăn uống là phải khoa học. Nhưng con cái thì nó không khoa học, nó miễn là ngon là nó ăn thôi. Thế mình nói thì nó cãi lại mình. Mẹ không ăn thì mẹ ăn cái khác. Rồi mình nghĩ là cũng không riêng gì mình, mà các cái gia đình cũng đều chung như thế. Con có bắt mẹ ăn đâu, nhưng mà mình nói rằng, nhưng mà mẹ không ăn là không phải là mẹ sợ chết. Mẹ già mẹ chết được rồi, nhưng mà mẹ thương các cháu. Con nấu ăn thế này không tốt cho sức khỏe của các cháu, chứ mẹ không phải mẹ nói là mẹ sợ chết. Con có hiểu không? Nhiều cái các bạn sống chung với con cái va chạm rất là nhiều, mà mình không có điều kiện để cho riêng cho mình được. Mình phải cần thời gian riêng cho mình các bạn. Tất nhiên là mình nghĩ con cái nó cũng rất là khổ, rất là vất vả đấy. Mình không giúp được gì cho nó. Cái hôm nó mới mua nhà nó vất vả lắm, mà mình thì nằm mà mình nghĩ mình buồn, mình bỏ cuộc sống của mình nữa. Nó quá là vô vị rồi, nó không còn cái tác dụng nữa trên đời này rồi. Mình mới gọi điện cho con mình khóc, mình bảo mẹ rất là buồn. Đời người nhanh quá, con thì vất vả mà mẹ thì già, mẹ buồn, mẹ nằm thế này mẹ không giúp gì được cho con, mẹ rất là buồn. Đấy các bạn ạ, buồn lắm. Các con nó cũng vất vả đã đủ rồi, cho nên là nó cũng muốn có thời gian cho nó cũng không muốn là nhận được những cái lời mà mình hay phàn nàn, hay ca thán, hay tham gia vào cuộc sống của chúng nó. Cho nên là tốt nhất là ở riêng các bạn, đúng không? Thì các bạn xem video này nếu thấy hay, thấy ý nghĩa, các bạn chia sẻ và đăng ký kênh các bạn nhé, cho mình xin một like. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Bye bye các bạn, bye bye.